Cuộc sống ngày càng hiện đại hối hả thì con người càng mong muốn tìm cho mình một chốn quay về bình yên sau rất nhiều áp lực và nắm bắt được xu hướng hòa mình vào thiên nhiên. Ngay trong chính nhịp sống năng động của thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Đất Xanh đã mang thông điệp sống xanh đến gần hơn với khách hàng thông qua Urban Garden, dự án căn hộ cao cấp tọa lạc ngay một trong những đại lộ đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm 2016, con số gần 500 khách đến dự lễ khai trương và tham quan căn hộ mẫu Urban Garden một lần nữa chứng minh thành công của tập đoàn Đất Xanh trong việc nắm bắt xu hướng ngay cả ở một thời điểm mà thị trường thường được cho là ít sôi động nhất trong năm. Theo kinh nghiệm thực tế của Đất Xanh, những năm vừa qua thì tất cả các tháng ở trong năm Đất Xanh đều có cái kết quả bán hàng rất là tốt, nên trong tháng 7 thì chúng tôi các năm trước, đặc biệt là tháng 7, Đất Xanh lại bán được nhiều hơn các cái tháng khác, nên là mà hiện nay các sản phẩm của Đất Xanh tập trung vô cái các cái nhu cầu thiết thực của khách hàng, nên tôi nghĩ là khách hàng đón nhận tất cả các sản phẩm của Đất Xanh, cho dù tháng 7 hay là tháng nào thì chúng tôi cũng mở bán hết. Với tổng cộng gần 400 căn hộ với 4 tòa tháp cao 16 tầng, tòa lạc ngay đại lộ Phạm Văn Đồng, một trong những đại lộ đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh, Urban Garden được thiết kế với đa dạng loại hình căn hộ, mang tới sự lựa chọn tối ưu nhất cho khách hàng. Ngoài những tiện ích cao cấp như hồ bơi tiêu chuẩn 500m², khu giải trí, cà phê, spa, điểm nhấn của dự án chính là việc chủ đầu tư đã thấu hiểu và mang vào Urban Garden các giá trị của không gian sống xanh hiện đại. Với thiết kế nằm trong quần thể cảnh quan hồ nước, công viên cây xanh rộng gần 1 hecta, mang thông điệp vườn ngọc bên phố. Đặc biệt là 100% căn hộ đều được thiết kế để có thể đón không khí và nguồn sáng tự nhiên vào phòng thông qua hệ thống cửa kính lớn, có thể lấy được tối đa ánh sáng tự nhiên vào phòng. Ngoài ra, thiết kế nội thất sang trọng, tinh tế với các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu được đánh giá cao về thẩm mỹ cũng như giá trị sử dụng lâu dài sẽ giúp cho những cư dân tương lai của Urban Garden luôn có được cảm giác tiện nghi và thoải mái nhất khi quay về nhà sau nhịp sống hối hả thường ngày. Theo chủ đầu tư, Urban Garden dự kiến được hoàn thành và bàn giao vào quý 1 năm 2018.